Thưa quý vị, tuổi Kỷ Hợi nữ mạng là người nhân hậu, hướng thiện, yêu thích sự tự do. Năm 2022, vận mệnh của nữ giới sinh năm 1959, một phần bị ảnh hưởng bởi sao Kế Đô, hạn thiên tinh. Hãy cùng luận giải tử vi công danh, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe của nữ mạng tuổi Kỷ Hợi vào năm 2022 nhâm dần trong bài chi tiết ngay sau đây của Phong Thủy Gia Cát. Tử vi tuổi Kỷ Hợi năm 2022 nữ mạng sinh năm 1959. Tuổi âm lịch 64 tuổi, sao chiếu mệnh Kế Đô, vừa có hung vừa có cát, mệnh bình địa mộc, kim khắc mộc bình thường, địa chi tuổi, tuổi Hợi lục hợp với tuổi Dần tốt, thiên can tuổi Kỷ gặp năm nhâm bình hòa tạm ổn. Tuổi Kỷ Hợi nữ mạng là người nhân hậu, hướng thiện, yêu thích tự do. Năm 2022, vận mệnh của nữ giới sinh năm 1959, một phần bị ảnh hưởng bởi sao Kế Đô, hạn thiên tinh. Cùng luận giải tử vi công danh, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe của nữ mạng tuổi Kỷ Hợi vào năm nhâm dần 2022 trong nội dung video chi tiết ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Hợi năm 2022 nữ mạng. Những người sinh năm 1959 thuộc tuổi Kỷ Hợi, ngũ hành nạp âm là bình địa mộc, tức gỗ đồng bằng. Người nữ tuổi này trong bát trạch phong thủy thuộc cung khảm đông tứ mệnh. Vào năm 2022, nữ mạng Kỷ Hợi sinh năm 1959, tính cả tuổi mụ, sẽ tròn 64 tuổi. Theo âm lịch, năm 2022 là năm nhâm dần. Năm này có ngũ hành nạp âm là kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Trong mối quan hệ ngũ hành nạp âm, hành mệnh mộc của Kỷ Hợi tương khắc với hành kim của năm nhâm dần. Xét theo thiên can, Kỷ thuộc thổ sẽ tương khắc với nhâm thuộc thủy, còn xét theo địa chi, Hợi nằm trong mối quan hệ lục hợp với tuổi Dần. Nhìn chung, nữ giới tuổi Kỷ Hợi trong năm nhâm dần 2022 sắp tới, mặc dù là tương khắc nhưng cũng đi kèm với nhiều vận may bất ngờ. Bản mệnh không cần phải lo lắng vì những thách thức sắp tới sẽ luôn có thể vượt qua được nếu như bản thân giữ được lòng kiên định. Để vận chính năm được hanh thông thuận lợi, những gia chủ tuổi Kỷ Hợi cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải vận hạn thái tuế của năm. Mặt trước kim bài có in hình quan hành khiển thái tuế của năm 2022 là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Mặt sau là lệnh phù thái tuế, mang kim bài thái tuế trong ví, trong túi sách hoặc đặt sau ốp điện thoại để nghênh đón ngày, giúp cho vận chính năm được an yên, tài lộc. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Kỷ Hợi trên các phương diện. Sau đây là luận giải tử vi năm 2022 của nữ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 lần lượt trên từng phương diện, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc, sự nghiệp. Năm 2022 là năm người nữ Kỷ Hợi chuyển sang cương vị cố vấn, chứ không còn là trực tiếp quản lý công việc như trước. Là một người đam mê công việc, khát khao có người nối nghiệp, cho nên nữ Kỷ Hợi dành khá nhiều thời gian lúc nghỉ hưu để truyền bá kinh nghiệm và kiến thức cho thế hệ sau. Bản mệnh lưu ý không nên thay đổi nội bộ công ty quá nhiều trong năm 2022 vì dễ gây xào xáo lục đục. Năm này người nữ mạng Kỷ Hợi có thể kết thêm một số bạn bè, nhưng phải thận trọng vì những người này hay đố kỵ nên lựa lời nói chuyện nhún nhường để tránh xảy ra tranh chấp do bất đồng quan điểm. Năm 2022 cũng là một năm nữ mạng Kỷ Hợi gặp một số vấn đề trong quản lý tiền bạc. Vì vậy, bản mệnh không nên tham gia vào các phi vụ làm ăn mang tính may rủi, đặc biệt làm bất cứ việc gì cũng nên đặt chữ tín lên hàng đầu. Những người nữ Kỷ Hợi nên dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động du lịch, giải trí để giải tỏa căng thẳng cho bản thân. Ở tuổi 64 thì đây là những việc nên làm vì rất có lợi cho sức khỏe vật chất lẫn tinh thần. Tình duyên. Tuổi 64 là lúc nữ mạng Kỷ Hợi nên dành thời gian tận hưởng cuộc sống bên chồng con. Trong năm 2022, bản mệnh đã không còn quá bận bịu với công việc nên hoàn toàn có dư giả thời gian để đi du lịch hay ở bên chồng của mình. Vợ chồng có thể tận hưởng khoảng thời gian bên nhau để hàn gắn lại những khoảnh khắc trước đó. Đây là độ tuổi cần có người nương tựa, cho nên vợ chồng nên sớm tối có nhau, cùng chia sẻ và giải bày tâm sự. Tài lộc. Người nữ tuổi Kỷ Hợi năm 2022 đã về hưu nên có nguồn tài chính ổn định. Bên cạnh lương hưu thì họ còn được con cái hiếu thuận hỗ trợ thêm tiền bạc cho những chuyến du lịch hoặc hoạt động giải trí cho người cao tuổi. Tuy nhiên, bản mệnh tính tiết kiệm hay lo nghĩ cho con cái nên thường để dành lại số tiền để cho ngược lại con cái khi cần.
Tuy nhiên, năm 2022 là năm có thể gặp nhiều vận hạn về tài lộc, nên nữ mạng Kỷ Hợi nên chi tiêu nhiều hơn cho bản thân, bởi vì nếu để dành có khả năng sẽ bị mất hoặc là thất thoát vì nhiều lý do không mong muốn. Thay vào đó dùng tiền để tận hưởng cuộc sống, đi chơi xa, ăn những món ngon, mua cho mình những bộ quần áo đẹp chính là điều bản mệnh nên làm. Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ tuổi Kỷ Hợi hãy sử dụng pháp khí phong thủy trợ mệnh Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho vận trình tài lộc được hanh thông thuận lợi. Sức khỏe. Vận trình sức khỏe của nữ giới tuổi Kỷ Hợi trong năm 2022 gặp hạn chế vì dễ mắc các bệnh về mắt hoặc đau nhức mỏi tay chân. Bản mệnh có thể bị suy giảm thị lực nên không còn đọc hay nhìn thấu rõ như trước. Ngoài ra cũng có thể bị chấn thương, xương khớp tay chân do tập thể dục thể thao quá sức hoặc do té ngã và bất cẩn. Chính vì vậy, người nữ Kỷ Hợi nên đặc biệt đi đứng cẩn thận, chọn các môn rèn luyện sức khỏe nhẹ nhàng để tham gia, không chủ quan về vấn đề suy giảm thị lực mà nên thường xuyên đeo mắt kính, chú ý nhiều đến sức khỏe bản thân để tránh ốm đau. Xem sao hạng tuổi Kỷ Hợi nữ mạng trong năm 2022. Sao chiếu mệnh và hạng tuổi của người nữ tuổi Kỷ Hợi trong năm 2022 là sao chiếu mệnh. Trong năm 2022, sao Kế Đô là sao chiếu mệnh của người nữ tuổi Kỷ Hợi. Đây là một hung tinh trong 9 kiểu dự của niên hạn. Sao Kế Đô chủ yếu ảnh hưởng đến sức khỏe và chuyện tình cảm là nhiều, còn sự nghiệp và tiền bạc thì vẫn ổn định. Người nữ thường sẽ bị tác động nhiều hơn nam, tuy nhiên chỉ cần bình tĩnh tìm cách hóa giải vận hạn thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Sao Kế Đô chiếu mệnh thường khiến cho người nữ Kỷ Hợi buồn phiền và hay thấy hoài nghi về bản thân. Bản mệnh cũng có thể gặp phải một số chấn thương ngoài ý muốn, tuy nhiên bị sao này cũng giống như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm có thể hơi gặp trục trặc nhưng cuối năm thì lại có nhiều hỷ sự. Hạn tuổi, người nữ tuổi Kỷ Hợi bị ảnh hưởng đáng kể bởi hạn sao Thiên Tinh trong năm Nhâm Dần. Trong năm nay có thể mắc các bệnh về tiêu hóa, đường ruột dẫn đến bất an, lo lắng vì sợ làm phiền đến con cái. Ngoài ra sao Thiên Tinh cũng là nguồn cơn dẫn đến các vụ kiện cáo. Mà nữ mạng tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 bất đắc dĩ dính vào, cần phải cực kỳ bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết vấn đề cho thấu đáo. Hóa giải sao hạn. Trước hết, bản mệnh cần biết rằng hàng năm mỗi người đều có sao chiếu mệnh, vì vậy điều này khá bình thường, không có gì quá to tát khiến ta sợ hãi, lo lắng. Nữ mạng Kỷ Hợi phải giữ cho đầu óc của mình sáng suốt, thư thái, đồng thời tập trung chăm sóc sức khỏe bản thân cho thật tốt. Khi luôn ở trong tâm thế sẵn sàng, bản mệnh có thể hóa giải vận hạn sao Kế Đô gây ra. Để mọi chuyện được bình an, nữ mạng Kỷ Hợi nên tập trung bù đắp tình cảm trong gia đình. Bỏ thời gian chăm sóc con cái nhiều hơn hoặc đi du lịch cùng chồng. Nếu họ quá bận rộn thì chỉ cần một vài cuộc trò chuyện tâm tình mẹ con, vợ chồng thì tình cảm cũng được hàn gắn hơn trước rất nhiều. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng có thể áp dụng phương pháp cúng dâng sao giải hạn. Đây là một cách giải hạn đã được lưu truyền lâu đời trong dân gian. Để lễ cúng linh nghiệm, người nữ tuổi Kỷ Hợi cần phải bám sát thực hiện đúng từng bước theo nghi thức cúng sao. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Kỷ Hợi nữ mạng cũng cần phải mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác theo bộ tam hợp quý nhân của tuổi Kỷ Hợi. Mang theo vòng bên mình sẽ được quý thần tương trợ, giúp cho vận trình năm được hanh thông, may mắn, tài lộc đong đầy. Luận tử vi tuổi Kỷ Hợi năm 2022, nữ mạng theo tháng âm lịch. Theo tử vi trọn đời, nữ mạng Kỷ Hợi trong năm 2022 sẽ có một số cột mốc quan trọng xảy ra như sau. Tháng 1, ngay trong tháng đầu năm, bản mệnh đã có thể phải đối mặt với một số rắc rối về tài chính trong gia đình, cần phải bình tĩnh giải quyết vấn đề để không ai bị chịu phần thiệt thòi. Tháng 2, người nữ tuổi Kỷ Hợi trong tháng 2 gia đạo bình yên hơn nên lập kế hoạch đi chơi cùng với những thành viên trong gia đình để gia tăng tình cảm. Tháng 3, trong tháng này sức khỏe sẽ có một số vấn đề, tuy không quá nghiêm trọng nhưng bản mệnh không nên chủ quan mà phải đi gặp bác sĩ. Tháng 4, tháng này cuộc sống nhìn chung khá yên bình, có thể nhận được vận tài lộc từ con cháu trong những ngày cuối tháng. Tháng 5, chú ý tập thể dục thể thao cường độ nhẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn và ăn uống điều độ để tránh ốm đau. Tháng 6, đây là tháng khá may mắn đối với nữ mạng Kỷ Hợi khi mà trong nhà đón một số tin vui về con cái đỗ đạt thành tài hoặc yên bề gia thất. Tháng 7, trong tháng này nên tập trung chăm sóc con cái và dành thời gian trò chuyện với chồng nhiều hơn.
Tháng 8, bản mệnh trong tháng 8 có thể dính phải chấn thương nhẹ nên cần phải đặc biệt thận trọng khi đi lại, hạn chế ra ngoài mà nên ở trong nhà tĩnh dưỡng. Tháng 9, gia đạo tháng này yên vui, hạnh phúc, bản mệnh có thể đón thêm cháu. Tháng 10, tháng này chú ý thắt chặt chi tiêu vì có thể xảy ra thất thoát ngoài ý muốn. Tháng 11, nữ mạng Kỷ Hợi nên dành thời gian an ủi động viên chồng vì đây là tháng người chồng gặp một số áp lực trong cuộc sống. Tháng 12, cuối năm vận may ồ ạt kéo đến, đứa con cháu lần lượt đến thăm, không khí gia đình lúc nào cũng đầm ấm, tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Năm 2022, với người nữ tuổi Kỷ Hợi tuy không gặp nhiều may mắn về tiền bạc và tình duyên, nhưng chính bản mệnh có thể tự mình điều chỉnh được. Thông qua nội dung này, hy vọng rằng quý bạn có thể có cái nhìn rõ hơn về vận mệnh của người nữ tuổi Kỷ Hợi trong năm Nhâm Dần 2022 sắp tới. Thưa quý vị, năm 2022 đối với nữ tuổi Kỷ Hợi tuy không gặp nhiều may mắn về tiền bạc và tình duyên, nhưng chính bản mệnh có thể tự mình điều chỉnh được. Thông qua nội dung này thì hy vọng rằng quý bạn đã có được cái nhìn rõ hơn về vận mệnh của nữ tuổi Kỷ Hợi trong năm Nhâm Dần 2022 sắp tới. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.